AC. Rồi chúng ta lấy là trừ 5 chia cho trừ 1. Xem nó có bằng là 1 phần 3 không? Cái này không bằng khác nhau không? Nhưng mà 3 tính này không thể chứng tỏ nó 3 tính đáp giá. Đây. Đó. Trừ 5 chia trừ 1. Khác với lại 1 chia cho 3. Nhưng vậy dẫn đến 3 điểm này không thẳng hàng. Không thẳng hàng tức nó là 3 điểm của một tam giác. Rồi, mấy em ghi cái line này vô. Sau đó chúng ta qua làm câu B. Đó, cái cách chứng minh 3 điểm không thẳng hàng hết. Chúng ta dùng cái tỷ lệ này nữa rồi nha mấy em. Em ghi cái like vô thì sẽ bật qua like khác. Để coi được mấy bạn vô rồi. 42 vẫn còn vắng ai nha. Huyền Trang coi coi hai bạn vắng là hai bạn nào vậy Trang? Dạ con có gửi qua Zalo rồi thầy á thầy. Rồi chúng ta qua lại cái tiếp nhé. Lại cái tiếp là câu B. Với tìm đứng D sao cho ABCD là hệ bình hành. Thì cái này mấy em làm được. Rồi mấy em làm thì sẽ kêu một bạn lên cho kết quả nha. Sau đó thầy sẽ bật cái lời giải sao. Rồi mấy em bỏ tay xuống hết đi. Rồi sau đó mấy em làm bạn nào làm ra trước cho tay lên cho thầy biết. Bạn Minh Ngọc đâu rồi? Như vậy còn bạn Khánh với Bảo Linh chưa thấy bạn. Dạ em vô nãy giờ mà thầy. Con tên gì? Dạ Bảo Linh Tên thầy. gì? Dạ Bảo Linh. Hoàng Khánh vô chưa? Bạn Giáp Nguyễn Minh Ngọc thì vô từ sáng giờ rồi, nãy thầy Dạ cứ gọi. thầy ơi, bạn Nguyễn Minh Ngọc á thầy, lớp con có hai Minh Ngọc. À, Nguyễn Minh Ngọc và Giáp Nguyễn Minh Ngọc là khác nữa hả? Dạ vâng ạ. Ủa đâu ta? Nguyễn Minh Ngọc ở đâu thì bạn không thấy tên ta? À, Nguyễn Ngọc có vắng rồi sao thấy được. Nguyễn Minh Ngọc là khác, còn Giáp Nguyễn Minh Ngọc là khác rồi. Hoàng Khánh thì chắc cũng chưa vào rồi. Bạn nào làm xong rồi giơ tay lên, bạn nào không biết rồi giơ tay lên. Tìm điểm D sao cho ABCD là hình bình hành. Dạ nãy giờ thầy bật cái kia con chưa thấy vậy con mới làm được.
Có bạn Bảo Linh. Rồi, Bảo Linh cho thầy biết điểm D có tọa độ là bao nhiêu con? Alo, Bảo Linh, con mở mic lên cho thầy biết. Bảo Linh nó mới trả lời thầy thì cho những kia ta. Bảo Linh ơi. Tí nha thầy. Cái điểm D có tọa độ là nhiêu, thầy thấy con dao tay phải không? Alo. Alo. Dạ. Kỳ. Dạ. Trả lời đi, trả lời đi. Trả lời đi cho thầy nghe, con cứ dạ vậy đi. Alo. Điểm D có tọa độ là nhiêu hả Linh? Sau khi thầy bật cái đáp án lên thì con phải ghi chép lại cho cẩn thận nha. A bằng 14 á. Bảo Linh nói lại cho rõ đi, con kê cái micro cho gần gần nói cho rõ đi, có nhỏ lắm thì chưa nghe. Dạ thầy nghe chưa thầy? Rồi đó, rồi rồi nghe rồi đó, rồi trả lời đi. Dạ A bằng 14 á. Ủa B cái gì A? bằng 2. B A bằng Tìm 4, tọa độ. B bằng D, D14 trừ 2. À, D có đáp số là 14 mới là trừ 2. Rồi, để thầy bấm cho coi Bảo Linh làm ra đúng không nha. 14 mới lại trừ 2. Rồi, thầy sẽ bấm lời giải là bằng mấy bạn thấy ghi lại lời giải nha. Bạn nào chưa làm ra phải ghi lại lời giải nha. Hoặc là phải sửa theo cái lời giải của nó. Đây, thì sẽ cho ra lời giải đây. Đầu tiên là cái hình A, B, C, D theo thứ tự đó. Rồi, như vậy nó hình thành như vậy, ta có vectơ AB cho bằng vectơ DC. Đầu tiên ta tính vectơ AB trước. À, rồi D có tọa độ là XD hoặc là XY gì cũng được. Đó, tính vectơ AB ở đây. Sau đó chúng ta tính vectơ DC là đây. Mà về mình thành cho nên hai vectơ này bằng nhau. Hoành bằng hoành, tung bằng tung. Đây. Mình thành. Đó. Hai vectơ này bằng nhau, hoành hoành tung tung. Oxy ra x bằng 8, y bằng 4. Nên là bạn Linh đã sai rồi, đâu có đúng đâu. 8 như 4 chứ không phải là 14 mới lại trừ 2 nha Bảo Linh ơi. Dạ em lấy lộn Rồi có số. à. Thầy ơi, Mà cách thầy ơi. cách giải con giải đúng vậy không? Cái số thì Dạ con lộn dạ nhưng cách giải thì giải đúng không? Dạ con đúng. Dạ con đúng thầy. Thầy ơi, hồi nãy á, một nhà em bị mất điện á, xong mà cái phải kêu thợ sửa tới giờ mới xong á thầy. Mà em chưa có kịp nhắn cho cô với thầy. Nên là thầy bỏ qua nha thầy. Con tên gì? Dạ Bảo Con tên Linh. gì? Dạ Bảo À, Linh. Bảo Linh hả? Rồi rồi Dạ. rồi rồi. Cái mốt phải đi ở mặt này cúp điện mà hả? Rồi. Rồi tụi con sửa cái câu này vô, thầy sẽ qua câu C. Đó, D có tọa độ là 84. Cái cách giải như vậy. Bây giờ qua câu C.
Con C tìm điểm E sao cho O là trọng tâm của cái tam giác này. Cái này em hoàn toàn làm được. Một bạn làm. Bạn nào biết giơ tay lên. Bạn nào biết giơ tay lên, bạn nào đó giơ tay lên cái nào. Thân bỏ tay xuống hay con giơ tay hoài vậy? C tìm điểm E cho trai này. Cô D tìm điểm N là trên OX. Sao cho nó có đáy nhỏ là N. Ở đây nhỏ lớn thì cũng được, miễn nó là nó có đáy là được rồi, đáy là AN là được rồi. Thì hai trong hình thang thì hai cái đáy song song với nhau thôi. Chưa bạn nào giơ tay hết. Câu C, bạn nào biết giơ tay lên. Chưa bạn nào giơ tay hết ta. Câu C này sao lâu vậy? Sao tìm điểm E sao cho O là trọng tâm. Cái điểm O ở đây á, điểm O ở đây là điểm góc tọa độ đó mấy. Điểm O ở đây góc tọa độ của nó là 0,0. Điểm O tọa độ là 0,0. À có một bạn giơ tay rồi. Bạn nào ta? Bạn Hưng chứ. Tường. Bạn Hưng nãy giờ thầy cứu rồi. Giờ tới bạn Tường đi. Bạn Tường cho thầy biết điểm E có tọa độ là nhiều, điểm O là góc tọa độ đó mấy em. Con chưa tính hay nhưng mà con có một bài nói là cái O là góc tọa độ thì con mới biết coi là con biết cách giải luôn mà thầy. Con chưa tính, tại con tìm điểm O nãy giờ không biết là O tọa độ nhiêu đâu thầy. Thì á là mình có là nếu như O là trọng tâm của tam giác AB mình sẽ có công thức đó là XO sẽ bằng cho XA cộng XB cộng XE trên 3, tức là đó là 4 trừ 1 cộng X trên 3 sẽ bằng 0, thì là XO sẽ bằng cho là trừ 3 thì XO trừ 3 XO bằng 3 XE bằng trừ 3 XE bằng trừ 3 XE bằng trừ 3 IE bằng nhiêu? Dạ, IE bằng trừ 5 thôi. Vậy là tọa độ của điểm E là trừ 3 với trừ 5. Rồi, thầy bấm được đâu phải là trừ 3, trừ 5 không nha. Trừ 3, trừ 5 chính xác. Đấy, XO nè, IO nè. XO bằng 0, IO bằng 0 nè. Đó. Rồi nhân 3 lần XO lên 3 lần IO bằng 3 cái này cộng lại. Rồi ta chuyển cái XO qua. Chuyển tính một mình cái XO thôi, tức là ta B chuyển qua bên kia. Được chưa? À, đáp số sẽ là điểm E tọa độ là trừ 3 trừ 5. Bạn Vĩnh Tường tính rất đúng. Rồi em chuyển vô. Câu D. Câu D. Tìm em là trên OX cho A, B, N là hình thang có đáy nhỏ là AN.
Ở bên đang tính chưa lo nãy là kêu con mà con bị máy con bị trục trặc. Con chưa tính ra thầy ạ. Chưa tính ra hả? Thằng Mạnh Tuấn đâu rồi? Dạ con chưa làm ra thầy ơi. Minh Tuấn rồi. Dạ con cũng giống bạn Mạnh Tuấn. Lớp mình trên bài bằng Tuấn nữa. Anh Tuấn đâu rồi? Tuấn ơi. Dạ con chưa làm ra đâu này ơi. Chưa làm ra ba bạn Tuấn này sao chưa bạn nào làm ra ta? Có bạn nào làm ra mà không cho ta không? Bây giờ kêu bạn nữ rồi nha. Bạn Giáp Nguyễn Minh Ngọc. Dạ con tính chưa ra. Chưa ra. Hình thang có đáy là AN. AN chắc chắn là song song với BE thôi. Như vậy chứng tỏ hai cái tên đó là cùng phương, AN BE là cùng phương. AN BE cùng phương thì ta có cái tỷ lệ rồi. Điểm E này, điểm N thì có cái tung độ là 0 và độ là cái x là mình cần phải tìm thôi. Cũng chỉ có một mình bạn Hưng thôi. Mấy bạn kia. Bạn Đức Hải. Đức Hải điểm N tạo độ như con. Anh đang nói tại đâu chưa tính ra thì ơi. Rồi. Thì đầu tiên tính bài này đầu tiên được câu tính của vector BE là bao nhiêu, có tọa độ là nhiêu, vector AN tọa độ là bao nhiêu. Rồi lấy hoành chia hoành tung chia tung cho bằng nhau thôi. Có gì đâu khó đâu nhỉ. Giờ con bị mất cái màn hình rồi, màn hình đen thui không thấy thầy chiếu thầy ơi. Ồ vậy hả, máy tính con bị hư rồi đó. Bị virus dạ, vô rồi đó. Chả biết nữa. Mạng nó đang mạnh mà kỳ. Bị virus vô rồi đó, nó màn hình nó bị tắt rồi đó, hoặc là cái nguồn nó bị yếu rồi. Kêu bạn khác thôi, bạn Đặng Tiểu Giang. Dạ vâng rồi. Rồi, đó như con, điểm em. Dạ con. Dạ con chưa tính ra thầy ơi, con đang bị chụp, con đang bị dướng với cái mà đáy nhỏ AN thầy. Ờ đáy nhỏ lớn thì đâu thành vấn đề đâu. Hai vector con tính BE trước, tính AN sau. Lấy hoành chia hoành cũng chia tung cho hai bằng nhau thì ra. Như vậy cái điểm N mà đầu tiên con phải cho cái tung độ bằng 0, còn cái hoành độ nó thì con cho nó là x. Thì con đi tìm x thôi. Kêu bạn khác như tôi. Bạn Thanh Tùng. Thanh Tùng. Thanh Tùng.
Hùng ơi, con mở mic lên coi. Rồi, số đang như con. Điểm men này nó số là nhiêu? Alo? Men là... Chưa ra xong. Đang bị sai. Ra hả? Nó ra cái số mà nó kỳ nên nghe nó sai. À, có bạn Gia Bảo ra rồi nè. Gia Bảo trả lời là Gia Bảo. Bao nhiêu? Điểm N là đội như Gia Bảo. Dạ, theo ông tính là điểm N con ra tạ độ là... Dạ, tạ độ là... 0 với lại là 3 thôi. Không phải, 3 với lại 0 thôi. 3 không mới đúng à, tại vì cái tung độ lúc nào cũng bằng không mà. Dạ. Nó nằm trên OX mà nó nằm tới trên tung độ bằng không à, cho nên nãy con đọc là lộn thứ tự á, 03 là không được. 30 thì mới ra. Như vậy án của con là 30 điểm enter được 30 rồi, để bấm cho con coi ra đúng nhiệm nha. Rồi, đầu tiên ta vẽ hình bình thẳng ra như vậy, ANBE nè, ANBE hai vector này cùng phương, nó là hai đáy bình hành đó. Rồi như đầu tiên ta tính vector AN đó, như thầy nói, sau đó tính vector BE. A là hình thang có đáy AN cho nên là hai vector này cùng phương này, thấy chưa? BE AN cùng phương, BE có R, như vậy là lấy hoành chia hoành bằng tung chia tung. Đây, như vậy x sẽ bằng là 7/2, 7/2 là 3/2 chứ không phải là 3. 7/2 và 0. Đấy. Các số điểm N sẽ có tọa độ là 7/2 và 0, tức là 3/2 đấy. Rồi chúng ta ghi là giải vô. Ta bật cái khác nhé. Ta bật lại cái tiếp. Bài tập số 3 cho 6 điểm A, B, C, D, E, F chứng minh rằng AB trừ DC trừ F bằng CF. Thì cái chứng minh rằng thì người ta cái chỗ này người ta chuyển qua chuyển lại thôi. Người ta chuyển qua chuyển lại để mất cái dấu trừ này. Còn ta kết hợp như thế nào đó được ra. Thì cái chứng minh này thì sẽ bấm luôn cho mấy em xem. Hoặc là chuyển cái trừ trừ DA này thì chỉ sang đây hình là DA, DA kết hợp với AB đó, nhiều cách để làm. DC sẽ chuyển qua đây để ta kết hợp với là CF đây, nhiều cách để làm bài này lắm nha em. Rồi cái coi cái cách người ta làm như thế nào đây. Rồi. Người ta hướng dẫn đấy.
ta chuyển hết từ bên phải, người ta chuyển hết qua đó, người ta sẽ kết hợp lại với đây AD với lại AB. Đây, AD từ bên đây chuyển qua kết hợp với đây. Rồi DCCF, đây C ta chuyển để CF ta chuyển qua dấu trừ là đặt chung luôn, để hai cái điểm C đi chung nữa. Này hai điểm A đi chung, này hai điểm E đi chung, này sẽ là DB, cái này sẽ là DF và cái này sẽ là FB. Rồi DB người ta giữ nguyên, DB người ta giữ nguyên, còn cái này người ta đổi lại thành là BF, BF nó đem lên đây, BF người ta cũng đổi là mất cho mất dấu trừ thành là FD, đây theo thứ tự này. Và đây gặp B, đây gặp F, mất dấu trừ đi trừ B, cái chỗ này vector 0 mới đúng nha, chúng ta số 0, đây là vector 0. Rồi như vậy với trái và với phải là xong. Rồi mấy em ghi lời giải vô thì qua cái like kế tiếp. Xe được chứng minh. Rồi qua lại kế tiếp. Rồi mấy cái này mấy cái ôm lại thôi. Nếu không các định nghĩa khái niệm về vector, vector cùng phương, vector bằng nhau, vector không. À, cái này có ghi chép hết rồi. Ở cái phần này chúng ta khỏi ghi. Bây giờ chúng ta mới coi trắc nghiệm nhanh nha. Câu 1, vector có điểm đầu là A, điểm cuối là B thì được ký hiệu là vector gì? AB, cái này dễ quá phải không? Con này sao? Con này sai luôn. Như vậy chỉ có con này là đúng thôi. Điểm đầu là A, điểm cuối là B, được ký hiệu là AB. Đó. Rồi qua câu 2. Lục giác đều ABCD có tâm lộ, số các vector khác không và cùng phương với vector OC, có điểm đầu điểm cuối là các đỉnh của lục giác là. Đáp án 6 7 4 9. Rồi chọn đáp án nào mấy em vẽ lục giác đều ra nhé. Cho thầy biết đáp án. Bạn nào biết giơ tay lên. Bạn Hưng bỏ tay xuống đi con, rằng lát giơ lại chứ không giơ hoài. Lục giác đều ABC có tâm lộ, số các vector khác vector không cùng phương với vector OC, cái này phải vẽ hình đó mới được, có điểm đầu điểm cuối là các đỉnh của lục giác là. Bạn nào biết giơ tay lên. Bạn nào giơ tay chưa ta? Có bạn giơ tay rồi, bạn Vĩnh Tường. Vĩnh Tường có chọn đáp án nào Vĩnh Tường? Thích ra. Dạ thầy, con chọn là có 7 vector. Con chọn của B, có 7 vector. Đáp án là 7. Rồi con kể các vector đó ra xem. Dạ, vector đó là
CO nè, D vector CO, vector ND, vector DE, vector FO, vector OF, vector AB, vector BA. À, những cái vector mà có điểm O vô là sai rồi nha. Tại vì người ta chỉ nói là điểm đầu, điểm cuối là các đỉnh mà. Đâu có được điểm O. À, vậy là có 6 rồi thầy. Tốt hả? À. Vậy là mới có 4 rồi thầy. Vậy, nếu không, vậy là có 4 rồi thầy. 4 rồi, đọc ra coi. Dạ, đọc ra là vector AB, vector BA, vector ED, vector DE thầy. Vậy thôi hả? Dạ. Rồi để hỏi coi các bạn khác có ý kiến khác không nha. Rồi cảm ơn bạn. Bạn Tường đúng không? Con tên Tường đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Rồi từ từ. Từ từ nha, chờ bạn khác nha. Để cho các bạn khác có chọn đáp án giống con không nha. Bạn thêm bạn An nữa là bạn An này, bạn An giơ tay nè. Rồi An trả lời cho thầy coi. Còn có giống bằng tường không nha. An ơi. An là 6. Khác rồi. Đúng rồi. Khác rồi. Khác rồi. Không có giống rồi. Bây giờ con kể ra coi những cái vector đó là vector nào. FCCF nữa. Đúng rồi. Nó cũng là đỉnh mà con. Nó cũng là đỉnh mà. Nhưng mà nó bắt ngang qua cái... ngang qua cái hình lục giác thôi, đúng không? FCCF không được tính điểm O vô nha, điểm đầu điểm cuối. Như vậy bạn Tường là 4, tức là bạn Tường nhận đó C. Rồi thì bấm được rồi đúng không nha? Rồi. Còn bạn An thì chọn đáp án là 6, chọn là 6 tức là đáp án A. Đúng là bạn An là hợp lý hơn, tại bạn An thêm được 2 điểm nữa là cái gì là C, C, E với lại E, C đó. Để đây coi, để cái hình ra mới được. E, C, C, E đó. Cái tờ đó đi ngang qua. F, F, C, F, F, C. Và mấy con còn lại dĩ nhiên là phải sai. Rồi như vậy chị bạn An trả lời đúng. Kế tiếp. Trung điểm, trọng tâm, tam giác, mấy cái này mấy em biết rồi, chúng ta không cần ghi lại. Khẳng định nào dưới đây là đúng? A, B, C, D. Khẳng định nào đúng? Bạn nào biết dưới đây là cái này nhanh quá, cái này không cho thu form luôn, cái này thì kêu luôn, này dễ quá. Bạn Tiểu Giang, bạn Tiểu Giang câu nào đúng con? Dạ câu C. Câu C là đúng. Bạn Tiểu Giang chọn câu C là đúng. Rồi thì kêu bạn nữa. Bạn Hồng Anh, câu nào đúng con? Dạ, Hồng Anh ơi. Dạ câu C. Câu C luôn, thế bấm đi lại cái nhà. Rồi đúng rồi, câu C đúng rồi, dĩ nhiên mấy câu kia sai hết rồi. Rồi, đã qua là cái câu kế tiếp. Rồi, O là tâm của hình 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 ABCD, đẳng thức nào dưới đây là sai? Đẳng thức nào dưới đây là sai? O là tâm của hình hình, mấy em vẽ hình ra đằng nào nha.
Nhận thức nào dưới đây là sai? Nhận thức này chứ là sai thì kêu một bạn đó nhé. Có bạn giơ tay rồi nè. Bạn Huyền Trang, Huyền Trang giờ mới trả lời. Chiều quá trời. Huyền Trang. Câu C. Câu C. Thầy ơi. Thầy nghe là câu C hả con? Dạ vâng ạ. Cái màn hình của thầy nó bị gì thì phải khởi động lại. Đó, bạn Huyền Trang chọn câu C. Câu C, nhưng mà thầy phải hỏi bằng khác coi. Ok. Thầy hỏi bằng khác. Thầy phải hỏi bằng khác coi có cùng ý kiến cho bạn Huyền Trang hay là ý kiến khác. Bạn Đức Hải. Đức Hải, con nào sai Đức Hải ơi? Đức Hải. Đức Hải. Dạ con đây thầy. Rồi, câu nào sai con? Theo Hello? Con là câu A ở khoa từ. Câu nào sai nha, câu nào sai. Câu sai thầy. Đọc cơ kỹ. Ừ. Đọc cơ kỹ à. Thầy đấy con gì? Câu C. Ủa, đóng người trang luôn. Đáp án giống người ta. Rồi, để thầy bấm được câu C coi đúng không nha. Câu C coi. Đúng rồi, hai bạn đều chọn đúng hết. Bởi vì cái này sai nè, tất cả cái còn lại đều đúng hết hết trơn. À, tất cả còn lại đúng hết. Câu này đúng. Câu này cũng đúng luôn. Câu này cũng đúng luôn. Rồi, còn cũng vài câu nữa nhưng mà thôi hết giờ rồi. Chúng ta nghỉ nha, em qua học môn khác nha. Chúng ta gặp lại. Dạ, con chào thầy ạ. Chào cả lớp nha. Rồi, chào cả lớp. Rồi. Chào thầy.